Nam và đội tuyển U23 Macau. Sau khi hiệp 1 kết thúc thì tỷ số trên sân lúc này đang là 6-0. Bên phía đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Rời sân là Nguyễn Quang Hải. Vào sân sẽ là Nguyễn Phong Hồng Duy. Đây đã là sự thay đổi người thứ hai của ông Nguyễn Hữu Thắng trong trận đấu này. Những sự thay đổi người để mang tính thử nghiệm. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rằng Quang Hải ở trận đấu trước thì anh đã gặp một vấn đề ở đường tiêu hóa. Ở hiệp 2 này thì đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở bên phía phần sân bên trái. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu. Đội tuyển Việt Nam trong trận hiệp 1 đã có được 6 bàn thắng với một cú đúp của Lê Thanh Bình và Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường và Văn Khánh là những người lập công cho đội tuyển U23 của chúng ta. Những pha phối hợp giữa Văn Kiên và Văn Toàn vẫn chưa thực sự nhuần nhuyễn. Tuấn Tài, Khánh Bình không thể dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Tiếp theo sẽ là pha đá phạt góc đầu tiên trong hiệp 2 của đội tuyển U23 Việt Nam. Một pha làm tường rất tốt của Tuấn Tài. Văn Toàn. Một pha phối hợp đá phạt góc rất lạ của đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Phong Hồng Duy. Rất hợp lý. Rất đáng tiếc khi mà đường kiến tạo của Hồng Duy đã hơi mạnh. Hồng Duy sẽ thi đấu đúng vào vị trí của Quang Hải. Thi đấu về ở vị trí lệch bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam. Văn Toàn. Lúc này chúng ta rất dễ dàng và cũng rất thoải mái để triển khai những đợt tấn công. Ở phía phần sân của đội tuyển Việt Nam lúc này thì còn duy nhất thủ thành Phí Minh Long. Tất cả các thủ của chúng ta đang có mặt bên phần sân của Macau. Pha bóng việt vị rất rõ ràng của Thanh Bình. Hiệp 1 là một hiệp thi đấu rất vất vả của thủ thành Lô Quay Hậu. Pha xử lý rất an toàn của Đình Trọng. Văn Kiên. Văn Kiên là cầu thủ được triệu tập thay cho A Hoàng khi cầu thủ này đã bị chấn thương. Đồng Triều. Một pha bóng rất sáng nước. Dứt điểm. Như vậy đã có bàn thắng thứ 7 dành cho đội tuyển Việt Nam. Một pha lập siêu phẩm của Hồng Thủy. Ngay sau khi vào sân thì Hồng Thủy đã lập công. Một tình huống xử lý hoàn hảo từ người kiến tạo cho đến người dứt điểm. Hồng Duy rất bình tĩnh tầng bóng qua đầu thủ môn bên phía Macau. Và kiến tạo của Đông Triều cho người đồng đội của mình trong màu áo của Hoàng Gia Lai cũng vừa đủ để có thể Hồng Duy dứt điểm.
không phải lo nhiều nhiệm vụ phòng ngự, đồng chiều rất thoải mái để kiến tạo cho các cơ hội dành cho các đồng đội. Trong trận đấu này thì những pha tấn công của đội tuyển Việt Nam thường xử lý rất nhanh và có rất nhiều các phương án để cho các cầu thủ của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng thể thực hiện. Một pha xuống biên rất hay. Rất đáng tiếc khi mà pha bóng vẫn là cầu thủ Việt Nam. Tuấn Tài dứt điểm. Một tình huống dứt điểm quen thuộc của Xuân Trường. Khi mà thế trận rất thoải mái thì những pha sút xa sẽ được các cầu thủ sử dụng nhiều hơn. 7 bàn cách biệt. Một khoảng cách vô cùng an toàn của đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo ra. Xuân Trường, pha xử lý không tốt của Xuân Trường, nhưng các đồng đội của Xuân Trường đã bọc lót cho anh rất tốt. Một pha đánh đầu phá bóng tránh phạt góc của Hoàng Văn Khánh. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Tuấn Tài, tốc độ của Tuấn Tài vẫn chưa có thể phát huy được khi mà anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương của mình. Hồng Duy, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng là một người rất thích phong cách thi đấu của Tuấn Tài, một người rất hợp với cách triển khai chiến thuật của huấn luyện viên người xứ Nghệ. Tiếp tục là một pha mở bóng rất chính xác của đồng chiều Thành Thịnh. Thành Thịnh đã vượt qua được một cầu thủ bên phía Ma Cao. Tuy nhiên thì pha đưa bóng vào của anh thì lại không hợp lý một chút nào. Tuyển U23 của chúng ta đã có hai sự thật đời thừa. Trong khi đó thì bên phía đội khách U23 Macau họ vẫn chưa có một sự thay đổi người nào. Đình Trọng, những pha xử lý rất an toàn của Đình Trọng. Pha lên bóng của Macau trong trận đấu này thường có những tỷ lệ chính xác không cao. Đối với huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Macau, bóng đá giúp cho đất nước của ông có thể đem được hình ảnh của đất nước Macau đến với mọi người trên toàn thế giới. Và bóng đá bây giờ đã trở thành một sợi dây gắn kết rất nhiều các dân tộc với nhau trên toàn thế giới. Thành Thịnh, rất đáng tiếc khi mà Văn Toàn đã chậm một nhịp trong tình huống vừa rồi. Một pha tạt bóng rất khó chịu của Đỗ Thành Thịnh.
huấn luyện trưởng của U23 Macau đang tỏ ra rất thất vọng với các học trò của mình. Khi mà trước trận đấu này, ông Tam Heo San đã cho biết ông sẽ hạn chế những bàn thua. Ông đã lắp ghép và đã sửa những lỗi của các cầu thủ của mình mắc phải. Tuy nhiên thì dường như cách phòng ngự của U23 Macau không đạt được sự hiệu quả khi ngay cả khi có đến 11 cầu thủ đứng trước khung thành của đội bóng đến từ Macau, họ cũng vẫn để cho cầu thủ Việt Nam dễ dàng phối hợp. Văn Toàn, vẫn là Văn Toàn, nhưng pha phối hợp rất hay, rất đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Văn Toàn trong trận đấu ngày hôm nay đi thi đấu rất thành thoát, và dường như khi mà đã có được một bàn thắng thì Văn Toàn đã thi đấu với một nguồn cảm hứng rất cao. Gương mặt đầy sự thất vọng của huấn luyện viên sinh năm 1976 của U23 Macau. Rõ ràng sau hai trận đấu thì chúng ta có thể thấy U23 Macau yếu hơn so với U23 Timor Leste rất nhiều. Tiếp tục là một pha kiến tạo của Đông Triều. Cơ hội. Đã không có bàn thắng thứ 8 dành cho đội tuyển Việt Nam. Một pha bóng rất nỗ lực của Hồ Tuấn Tài. Vẫn là Văn Toàn. Đã có lỗi của Văn Toàn với hậu vệ của đội bạn. Những pha mở bóng kiến tạo của Đông Triều trong trận đấu ngày hôm nay tỏ ra rất lợi hại. Đây cũng là một cách tiếp cận những đường tấn công mới của đội tuyển U23 Việt Nam. Không còn phải duy nhất là Xuân Trường là người tung ra những đường chuyền dài nữa. Xuân Trường và với Đông Triều là hai cầu thủ có khả năng chuyền dài rất tốt. Xuân Trường, Đông Triều, Văn Kiên, Văn Toàn. Trận đấu thi đấu tương đối tròn vai của Xuân Trường. Ở trong hiệp 1 của trận đấu thì đội tuyển U23 của chúng ta có tỷ lệ về các thống kê hoàn toàn vượt trội so với U23 Macau. Văn Toàn, tình huống xử lý, đọc tình huống hiếm hoi rất chính xác của cầu thủ Macau. Có thể thấy lúc này thì Tuấn Tài đang thi đấu với một phong độ vẫn chưa cao. Tuấn Tài là một cầu thủ rất nhạy cảm với các chấn thương, đặc biệt là những chấn thương ở đầu gối. Xuân Trường, sau rất nhiều những thương thảo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam với câu lạc bộ chủ quản của Xuân Trường là Vang Quân, thì Xuân Trường đã được trở về phục vụ quốc gia trong chiến dịch vòng loại U23 châu Á, và đặc biệt Xuân Trường sẽ được câu lạc bộ Vang Quân đồng ý cho phép về đá cho đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29 này. Việc cạnh tranh vị trí trong đội hình của đội tuyển U22 Việt Nam ở SEA Games sắp tới sẽ là một cuộc cạnh tranh rất khốc liệt. Có
có rất nhiều các phương án nhân sự dành cho huấn luyện viên Hữu Thắng. Rất hợp lý. Văn Kiển tiếp tục là một pha căng ngang của Văn Kiển. Phút thứ 60 của trận đấu và tỷ số lúc này đang là 7-0. Tỷ số trên sân vận động Sa Lam ở Malaysia đã được tái diễn. Ở trận đấu đó thì đội tuyển Việt Nam đã phải thi đấu dưới thời tiết trời mưa rất nặng hạt. Tuy nhiên chúng ta vẫn đang rất nỗ lực có được chiến thắng 7-0 để vừa đủ lọt lại vào vòng chung kết của giải đấu U23 năm đó. Đã có những sự va chạm giữa Thanh Bình và Khun Seng Quay và thủ môn Lô Quay Hào. Sau hai trận đấu thì thủ thành số 1 bên phía đội tuyển U23 Macau đã 17 lần phải vào lưới nhặt bóng. Chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm rất buồn của thủ thành bên phía đội tuyển U23 Macau. Tuy nhiên thì cũng không thể nào trách được thủ thành của U23 Macau khi mà các đồng đội của anh phía trên đã thi đấu không tốt. Một hình ảnh rất đẹp mắt được các cổ động viên của đội tuyển U23 Việt Nam tạo ra trên sân rộng Thống Nhất. Lê Thanh Bình đã có thể tiếp tục thi đấu. Lê Thanh Bình cũng là một phương án đá ở vị trí trung phòng không tồi của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Trong những đối thủ và những hoàn cảnh khác nhau thì huấn luyện viên của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có những phương án nhân sự khác nhau. Văn Toàn, Văn Kiển, những pha căng ngang của Văn Kiển luôn luôn bị các cầu thủ bên phía Macau chặn đứng một cách rất dễ dàng. Xuân Trường tiếp tục là cầu thủ Việt Nam. Tuấn Tài, pha đột phá của Tuấn Tài, một tình huống kiến tạo rất tốt. Lần này thì thủ thành bên phía Macau đã từ chối được bàn thắng của Hồng Thủy. Một pha đột phá và kiến tạo hoàn hảo của Hồ Tuấn Tài. Một tình huống Hồng Duy rất thoải mái có thể dứt điểm, tuy nhiên thì bây giờ thì đã có bàn thắng thứ 8 dành cho đội tuyển Việt Nam. Một pha săn bàn rất tốt của Văn Toàn. Một tình huống bằng vào cắt mặt dứt điểm cực hay của Văn Toàn. Một tình huống phối hợp không tốt giữa thủ môn và hàng phòng ngự của U23 Macau. Bàn thắng thứ 2 của Văn Toàn trong trận đấu này. Một pha bằng vào cắt mặt rất hay của Văn Toàn. Nhanh như điện thì Văn Toàn đã xuất hiện. Một pha xử lý rất chậm chạp của thủ môn bên phía đội tuyển U23 Macau. Đội tuyển Macau có sự thay đổi người. Vào sân là cầu thủ mang áo số 7, Choi Dion, cầu thủ có quốc tịch Bồ Đào Nha. Chúng ta đang cũng muốn hướng tới một chiến thắng 10 sao trước đội tuyển Macau. Trước trận đấu này thì rất nhiều các cổ động viên trên sân Thống Nhất đã gửi những lời chúc dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là các nguyện vọng của các cổ động viên, đó là chúng ta sẽ có thể chiến thắng giống như đội tuyển Hàn Quốc, đó là 10 bàn thắng sẽ được ghi vào lưới của Macau.
Lúc này thì các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đã thực hiện rất tốt điều đó. Một bàn thắng rất đẹp của đội bạn. Một tình huống phòng ngự không tập trung. Bàn thắng đầu tiên của các cầu thủ Macau, người ghi bàn đó là Hoa Kèng. Hoa Kèng có chiều cao không tốt, tuy nhiên thì anh đã rất thoải mái chọn vị trí và ghi bàn trong tình huống vừa rồi. Một bàn thắng cũng là một động lực rất lớn dành cho đội bóng như Macau. Tuy nhiên chúng ta cùng xem lại trong tình huống vừa rồi. Đình Trọng đã không theo sát và lỗi thuộc về Hoàng Văn Khánh. Khi mà Văn Khánh đã không dứt khoát trong pha chọn vị trí cũng như là pha bóng vừa rồi. Lỗi của Hoàng Văn Khánh thì anh đã chọn vị trí không chính xác. Văn Khánh sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để tránh gặp những sai phạm như vậy, đặc biệt là trong trận đấu với đội tuyển U23 Hàn Quốc. Tuấn Tài, một tình huống đưa bóng vào không có gì nguy hiểm dành cho cầu thủ U23 Macau. Văn Khánh đã có những nhịp xử lý không tốt sau khi mắc lỗi để cho đội bạn ghi bàn. Thì lúc này Văn Khánh đang có vẻ đang bị tâm lý. Thời gian của trận đấu còn rất nhiều, tuy nhiên thì thời gian 25 phút sẽ rất khó để cho các cầu thủ Macau muốn có điểm trước đội tuyển U23 của chúng ta. Hoa Kèng, pha để mất bóng rất dễ dàng. Một pha mở bóng rất nhanh của Xuân Trường. Tuy nhiên thì Tuấn Tài vẫn chưa có được tốc độ tốt nhất. Chúng ta cũng phải thông cảm cho cầu thủ vừa mới chỉ quay trở lại sau chấn thương. Một ngày thi đấu rất vất vả của Lô Quay Hảo, thủ thành của đội tuyển U23 Macau. Đồng Triều, một tình huống bằng vào hơi sớm của Lê Thanh Bình. Lúc này trên sân của đội tuyển Việt Nam thì đang có 5 cầu thủ đang thuộc biên chế của Hoàng Gia Lai. Những bàn thắng của đội tuyển U23 Việt Nam đó là sự khởi nguồn dành cho những màn cổ động rất thú vị, rất đẹp mắt của các cổ động viên của đội tuyển U23 Việt Nam. Có được một bàn thắng vào lưới của đội tuyển U23 Việt Nam đó cũng là một thành công dành cho đoàn quân của huấn luyện viên trưởng Tam Yao San. Đã có những sự nhắc nhở của huấn luyện viên Hữu Thắng dành cho Văn Khánh về cách chọn vị trí của anh. Bên phía Macau họ chuẩn bị có sự thay đổi người thứ hai. Xuân Trường, sau những phút thi đấu thăng hòa thì lúc này nhịp độ của trận đấu đang được các cầu thủ Việt Nam đẩy xuống hơi chậm. Văn Kiên, Xuân Trường, các tuyển thủ của chúng ta thường xuyên sử dụng những pha mở bóng dành cho các cầu thủ ở phía dưới băng lên, nhưng mà pha mở bóng rất nguy hiểm. Ngờ
Người chuẩn bị được tung vào sân bên phía Macau là cầu thủ mang áo số 14, Trương Ca Tròn, một cầu thủ cũng từng đối đầu với đội tuyển U23 Việt Nam khi hai đội bóng đối đầu với nhau ở Malaysia. Văn Kiên pha mở bóng không chính xác, dứt điểm. Một pha dứt điểm không chính xác của Văn Toàn. Lúc này thì bên phía Macau chuẩn bị có sự thay đổi người. Rời sân là cầu thủ đang bị đau Lam Guai Chiong. Cầu thủ mang áo số 4 vào sân là cầu thủ mang áo số 14 Chiong Ca Tròn. Chiang Ca Tròn sẽ thi đấu vào vị trí trung vệ bên phía U23 Macau. Đã có một chấn thương, Quai Trọng đã phải rời sân, rất đáng tiếc cho cầu thủ Macau. Sẽ có một pha đá phạt ngược lên dành cho U23 Việt Nam. Những pha phối hợp của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này đang có một độ chuẩn xác rất cao. Ở trận đấu trước thì chúng ta với thời tiết mưa nhỏ, mưa rất lớn ở trong hiệp 1 và mưa nhỏ trong hiệp 2 thì chúng ta chỉ có thể tung ra 389 đường chuyền. Một tỷ lệ rất thấp khi mà trung bình mỗi khi đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu dưới thời huấn luyện Hữu Thắng luôn luôn tạo ra khoảng 450 đường chuyền. Và tỷ lệ chính xác vào khoảng 80%. Tuy nhiên ở trong trận đấu này, khi đá với Timor-Leste trong một trận đấu thủy chiến thì chúng ta chỉ có 65% tỷ lệ chuyền bóng chính xác. Đến thời điểm hiện tại thì đội tuyển Việt Nam đang thực hiện 401 đường chuyền. Những pha đàn bóng nhỏ của các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Một pha đột phá của Văn Toàn. Văn Toàn đã trả bóng lại cho Văn Kiên. Một pha bắt bóng rất nghiệp dư. Phải đến có hai nhịp thì thủ môn bên phía Macau mới có thể khống chế được trái bóng. Rất nhiều các vận động viên, các cầu thủ của U23 Macau đang làm những thầy giáo dạy thể dục và những kỹ sư, cả những kỹ sư cũng có thể tham gia vào đội tuyển U23 Macau. Và ngay cả những học sinh học cấp 3 cũng là những thành phần của đội tuyển U23 Macau đến Việt Nam lần này. Một đội bóng bán chuyên nghiệp của họ. Do vậy dễ dàng chúng ta có thể thông cảm được. Văn Kiên đã có lỗi của cầu thủ Macau. Người vừa phạm lỗi là Lang Yeo Hoin. Đã có những tác động từ phía sau của Hoin dành cho Văn Kiên. Những tình huống cố định cũng là những tình huống mà chúng ta sẽ phải tính toán đến khi mà chúng ta gặp đối thủ Hàn Quốc và trong chiến dịch SEA Games của chúng ta. Trong thế trận bế tắc thì những tình huống đá phạt cố định sẽ là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Chúng ta cùng xem đội tuyển Việt Nam thực hiện pha đá phạt này như thế nào. Đứng trước bóng lúc này đang là Nguyễn Phong Hồng Duy. Liệu sẽ là một pha dứt điểm ngay
hay là một pha treo bóng dành cho các đồng đội. Rất đáng tiếc khi mà Hồng Duy đã bị trượt chân. Hồng Duy là cầu thủ có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh cũng như là tiền vệ cánh. Tình huống trượt chân rất đáng tiếc, tuy nhiên ngay cả khi trượt chân thì pha bóng của Hồng Duy cũng tạo ra được sự nguy hiểm nhất định dành cho khung thành của thủ môn bên phía U23 Macau. Bên phía đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị có sự thay đổi người tiếp theo. Người vào sân chuẩn bị đó là Huỳnh Tấn Sinh, một tuyển thủ U20 Việt Nam đã tham dự World Cup U20 vừa qua. Tấn Sinh đang thi đấu trong màu áo của Quảng Nam, một trung vệ rất triển vọng của bóng đá Việt Nam. Rất có thể Tấn Sinh sẽ vào sân thay thế vị trí của Văn Khánh, người đã có những trệch trọc nhất định trong những phút đã qua. Đúng là như vậy, Tấn Sinh sẽ thay thế vị trí của Văn Khánh. Văn Khánh đã có một thoáng mất tập trung là nguyên nhân chính diễn làm cho chúng ta để thua một bàn. Tuy nhiên thì xét về toàn bộ trận đấu, Văn Khánh đã có một trận đấu thi đấu tròn vai. Đây sẽ là cơ hội dành cho Huỳnh Tấn Sinh thể hiện mình để có thể có tên trong danh sách dự SEA Games 29 sắp tới. Về kinh nghiệm thi đấu ở V-League thì Tấn Sinh hoàn toàn lép vế so với Văn Khánh và các trung vệ khác ở đội tuyển Việt Nam, khi mà trong mùa giải năm nay Huỳnh Tấn Sinh mới chỉ có thể thi đấu chính thức một trận duy nhất cho đội bóng Quảng Nam. Những pha xử lý rất nhịp nhàng của các tuyển thủ của chúng ta. Khi mà đôi chân đã được giải phóng thì sự sáng tạo sẽ được các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện. Trong trận đấu tiếp theo, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển U23 Hàn Quốc, đối thủ nặng ký nhất trong bảng đấu này. Còn đội tuyển Macau sẽ có cuộc đối đầu với U23 Timor Leste. Trận đấu giữa Macau và Timor Leste sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều Chủ nhật ngày 23 tháng 7. Còn trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam, trận chung kết của bảng Y sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem trên kênh VFF Channel. Sau những cơn mưa vào ngày hôm qua thì sân vận động Thống Nhất lúc này thực sự đang có rất nhiều những khoảng sân bị trơn trượt. Rất dễ để cho các cầu thủ thi đấu ở tốc độ cao sẽ bị trượt ngã. Minh chứng đó là trong những tình huống xử lý gần đây thì các cầu thủ Việt Nam rất hay bị trượt ngã. Khi Tấn Sinh có mặt trên sân thì Đông Triều sẽ phải thi đấu lùi hơn một chút. Và dường như lúc này thì Đình Trọng sẽ được thi đấu nhô cao lên. Một tình huống xử lý rất hay, Thanh Bình đang tìm kiếm các đồng đội ở phía trong. Một trận đấu thi đấu rất tốt của Thanh Bình. Một pha mở bóng rất hay. Những phút khi mà đội tuyển U23 của chúng ta thi đấu trùng xuống thì lúc này đó chính là cơ hội dành cho U23 Macau có thể lên bóng để tìm kiếm những bàn thắng.
Tuy nhiên thì những pha tấn công của đội bóng đội bạn thường xuyên bị bẻ gãy một cách rất dễ dàng. Chen Thìn Lòng vừa phạm lỗi với Văn Kiên. Một trận đấu thi đấu hết sức nỗ lực của hậu vệ biên của Hà Nội FC. Xuân Trường. Tiếp tục là những pha mở bóng của Xuân Trường dành cho Tuấn Tài. Cảm giác thi đấu của Tuấn Tài lúc này vẫn chưa có thể là tốt nhất. Lúc này thì Tuấn Tài đang trên đường tìm lại cảm giác thi đấu, tìm lại phong độ của mình để có thể chinh phục SEA Games cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Tưởng chừng như Tuấn Tài sẽ không thể kịp bình phục để dự vòng loại của giải U23 châu Á lần này. Tuy nhiên thì anh đã rất nỗ lực với sự giúp đỡ của những chuyên gia nước ngoài, những bác sĩ vật lý trị liệu thì Hồ Tuấn Tài đã có thể quay trở lại sớm hơn so với dự kiến. Một trận đấu thi đấu tương đối thành công của các vị trí trên sân của đội tuyển U23 Việt Nam. Một pha bóng thoáng giật mình của Đồng Triều. Rất may là các cầu thủ đồng đội của anh đã có những tình huống bọc lót rất tốt. Xuân Trường. Tiếp tục là một pha chọc khe rất hay của Xuân Trường. Những pha chọc khe và những pha mở bóng bổng kiến tạo của Xuân Trường là một vũ khí rất lợi hại của đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Ngoài những pha phối hợp nhanh thì những pha đưa bóng của Xuân Trường vào phía trong vòng cấm địa của đối phương sẽ là một phương án được huấn luyện viên Hữu Thắng tính đến. Vẫn là cầu thủ Việt Nam. Vừa rồi thì Thanh Bình đã không hiểu ý Văn Toàn. Phí Minh Long đã có một trận đấu tương đối nhàn nhã. Ngoại trừ tình huống phải vào lưới nhặt bóng thì Phí Minh Long rất ít khi phải đối đầu với những sự nguy hiểm khó khăn từ những pha lên bóng của U23 Macau. Tiếp tục là pha mở bóng của Xuân Trường. Một pha dứt điểm rất nhanh của Tuấn Tài. Những pha dứt điểm của các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu này vẫn chưa có những tỷ lệ chính xác cao. Một tình huống dứt điểm bằng chân trái chân không thuận của Tuấn Tài. Lúc này thì thủ môn bên phía U23 Macau Quang Hầu đang gặp vấn đề với chiếc đầu gối của mình. Một trận đấu thi đấu hết sức nỗ lực của thủ thành bên phía Macau. Wang Chihao là cầu thủ sinh năm 1996. Và như vậy là thủ thành bên phía U23 Macau đã có thể tiếp tục thi đấu. Bên phía U23 Macau họ có sự thay đổi người cuối cùng. Hai mươi ba cầu thủ mang vào sân sẽ là Loman Hins. Một khoảng cách 7 bàn đã tiếp tục được cầu thủ U23 Việt Nam tái diễn khi đối đầu với U23 Macau tại khuôn khổ vòng loại U23 châu Á. Trong trận đấu ngày hôm nay thì đội tuyển chúng ta đã cống hiến cho khán giả một trận đấu rất đẹp mắt với những pha xử lý bóng ở
những nhịp xử lý rất rất nhanh và cũng rất chính xác. Tuấn Sinh những trận đấu trong khuôn khổ của vòng loại các giải đấu ở khu vực châu Á luôn luôn có những trận đấu với một cách biệt rất lớn, khi mà khoảng cách giữa các nền bóng đá trong châu Á đang có một khoảng cách tương đối xa. Chúng ta có thể thấy hình một ví dụ dễ hiểu khi mà đội tuyển Hàn Quốc cách xa đội tuyển U23 Timor-Leste, đội tuyển đứng thứ 196 thế giới, đã cầm hòa được đội tuyển đứng thứ 51 thế giới, khoảng cách hơn 140 bậc. Một trận đấu mà U23 Timor-Leste đã trình diễn một lối đá rất khoa học, có tổ chức tương đối cao, và đặc biệt là tinh thần thi đấu của những chiến binh. Họ đã có được một cơn địa chấn khi cầm hòa được U23 Hàn Quốc. Nếu các cầu thủ U23 Timor-Leste họ thi đấu chính xác hơn thì họ vẫn có thể có cơ hội giành chiến thắng trước đội tuyển U23 của Hàn Quốc. May mắn đã không đứng về phía cầu thủ U23 Hàn Quốc trong trận đấu đó. Còn với đội tuyển U23 Việt Nam, những gì mà các cầu thủ, những tuyển thủ của chúng ta thể hiện trên sân đã phần nào đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Một lối chơi đẹp mắt và rất nhiều các bàn thắng đã được ghi. Trận đấu đang trôi về phút thứ 85. Tỷ số trên sân lúc này đang là 8-1. Một tỷ số chỉ có thể tồn tại ở trong những vòng sơ loại. Khi vào đến vòng chung kết thì khoảng cách giữa các đội bóng đã được thu hẹp lại rất nhiều. Trong vòng chung kết năm ngoái, năm 2016, thì đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đã có một giải đấu, xin lỗi quý vị và các bạn, vòng chung kết 2015 được tổ chức tại Qatar. Chúng ta đã có một giải đấu tương đối thành công. Lần này thì thủ thành Lô Quay Hào bên phía Macau đã ra vào rất chính xác. Đã có những cổ động viên của đội tuyển U23 Việt Nam đã an tâm với kết quả của đội tuyển U23 của chúng ta. Và đã có một số các cổ động viên bên phía HIB của Sân vận động Thống Nhất đang rất bình tĩnh để ra về. Có vẻ như lúc này thì tinh thần thi đấu của chúng ta đã cảm giác thoải mái và tự tin hơn rất nhiều. Chắc chắn trận đấu với đội tuyển U23 Hàn Quốc sẽ là trận đấu quyết định của chúng ta, và đó cũng là một liều thuốc thử vừa tầm của chúng ta khi mà sẽ phải đối đầu với Indonesia, U22 Philippines, U22 Thái Lan trong khuôn khổ của vòng loại của SEA Games. Trước khi chúng ta có một chuyến tập huấn ở Hàn Quốc vào tháng 8 thì chúng ta sẽ có một cuộc đối đầu với các ngôi sao K-League vào ngày 29 tháng 7. Trận đấu sẽ được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Sau đó chúng ta sẽ có 2 tuần tập huấn tại Mokpo của Hàn Quốc, và chúng ta sẽ có một chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc sang với Malaysia để tham dự bắt đầu chiến dịch SEA Games của chúng ta. Rất nhiều những hy vọng về việc đổi màu tấm huy chương đã được người hâm mộ của chúng ta kỳ vọng vào lứa cầu thủ này, đặc biệt là lứa cầu thủ của Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường. Đây sẽ là kỳ SEA Games cuối cùng của các cầu thủ được trưởng thành từ lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai. Chắc chắn là những Công Phượng, những Tuấn Anh và những Xuân Trường luôn luôn muốn mang lại một kỷ niệm đẹp ở đấu trường SEA Games. Nhịp độ của trận đấu ở những phút cuối cùng đã được
giảm xuống một cách rất rõ rệt. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể tạo ra những tình huống đột biến từ những pha treo bóng bổng của Xuân Trường và Đông Trường. Đình Trọng rất hợp lý. Thanh Thịnh không có một chiếc bóng áo đỏ nào bằng vào cho tình huống vừa rồi. Xuân Trường rất bình tĩnh, không có một cú dứt điểm ngay của Xuân Trường. Rất đáng tiếc cho đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam. Một trận đấu đồng chiều đã thi đấu tròn vai. Lúc này thì đội trưởng bên phía U23 Macau đang bị căng cơ. Cam Chi Hào cùng với Trang Hoi San là hai cầu thủ duy nhất đã từng thi đấu với đội tuyển U23 Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại của U23 châu Á năm 2015 đang thi đấu trên sân. Hiệp 2 của trận đấu sẽ có 3 phút bù giờ. Một bàn thắng có được vào lưới của đội tuyển U23 của chúng ta, đó là một sự thành công dành cho một đội bóng bán chuyên nghiệp như U23 Macau. Chắc chắn là sau trận đấu này thì đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta sẽ chiếm được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của bảng Y, sau khi chúng ta có được 6 điểm và đội tuyển Hàn Quốc họ chỉ có được 4 điểm thôi. Nếu như chúng ta giành được một trận hòa trong trận đấu cuối cùng, chúng ta sẽ có được 7 điểm và như vậy chúng ta sẽ đường hoàng đến với vòng chung kết ở vị trí số 1. Và các cầu thủ Hàn Quốc họ sẽ phải tiếp tục chờ đợi các bảng đấu khác thi đấu xong thì mới biết mình có thể đến được với Trung Quốc hay không. Chắc chắn chúng ta sẽ có một mục tiêu giành được 1 điểm trong trận đấu với Hàn Quốc. Khi mà Timor Leste họ đã thực hiện được điều đó thì không có gì là không thể, khi mà chúng ta với một đội bóng lực lượng tốt hơn Timor Leste rất nhiều. Tuấn Tài, Văn Kiển. Tiếp theo sẽ là một pha đá phạt góc dành cho U23 Việt Nam. Những diễn biến cuối cùng của trận đấu. Tỷ số 8-1, một tỷ số làm cho chúng ta rất an tâm. Chiến thắng đang nằm trong tay của chúng ta. Pha dừng lên tấn công của Huỳnh Tuấn Sinh. Thời gian thi đấu của trận đấu lúc này sẽ chỉ còn được tính bằng giây nữa thôi. Chưa đầy một phút nữa thì trận đấu sẽ kết thúc. Đã có lỗi của Huỳnh Tuấn Sinh. Một tình huống phạm lỗi không nên có của trung vệ mang áo số 5 của đội tuyển U23 Việt Nam. Một cơ hội dành cho những cầu thủ đến từ Macau. Một tình huống đá phạt rất thoáng. Trang Hoi San, một cầu thủ có khả năng đá phạt rất tốt trong những tình huống như thế này. Một thử thách khó khăn thứ hai dành cho Phí Minh Long trong trận đấu này. Một tình huống đá phạt rất thoáng. Chúng ta cùng xem các cầu thủ Macau sẽ xử lý như thế nào cho tình huống này. Đứng trước bóng ngoài Hoi San còn có Trang Ti Long. Một tình huống đá phạt không chính xác. Và như vậy là trọng tài Masua Tufa Jeli đã chính thức nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam đã có được 8 bàn thắng vào lưới của U23 Macau. Với các pha lập công của Thanh Bình 2 bàn, Văn Toàn 2 bàn, Công Phượng 1 bàn
Xuân Trường, Văn Khánh và Hồng Duy. Người ghi bàn duy nhất bên phía đội tuyển U23 Macau là Quang Khèm. Một trận đấu rất thành công của cầu thủ U23 Việt Nam.